Câu lạc bộ bóng bàn Phù Động ở phường 8 thành phố Đà Lạt, một trong những câu lạc bộ bóng bàn phát triển khá mạnh của địa phương trong những năm gần đây. Với lực lượng khoảng gần 20 vận động viên có tuổi đời còn rất trẻ, được tuyển chọn, huấn luyện bài bản. Hàng năm, câu lạc bộ bóng bàn Phù Động cung cấp đa số vận động viên cho đội tuyển bóng bàn của tỉnh đi thi đấu tại các giải, gặt hái được nhiều huy chương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, cơ sở vật chất, dụng cụ để cho vận động viên tập luyện chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đa phần chỉ là vợt và trang phục do cá nhân tự trang bị là chính. Còn với những dụng cụ để tập luyện bài bản thì hầu như là không có. Nói chung là bây giờ với cái chế độ cũng như điều kiện tập luyện thì ở tỉnh Lâm Đồng nói chung là đang gặp rất là nhiều khó khăn. Mình không thể mà so sánh với các cái tỉnh lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Hải Dương. Nhưng mà nói chung là về cái cố gắng của thầy và trò trong cái bộ môn bóng bàn á, thì nói chung là rất là chịu khó và rất là tích cực. Từ đó mà động viên cũng như sắp xếp các em tập một cái lịch tập hợp lý thì các em chịu khó tập luyện để nâng càng dần thì trình độ các em nó càng được nâng cao lên. Trong quá trình tập thì bố trí thời gian rất là khó khăn bởi vì cần rất nhiều thời gian để học văn hóa và cũng cần rất nhiều thời gian để đi tập bóng bàn. Mỗi ngày phải dành ra 2 tiếng rưỡi buổi sáng để lên tập và buổi chiều thì còn lại đi học văn hóa. Ra khi đấu với những sân vận động lớn thì cảm thấy không tự tin lắm và hơi bối rối. Ngoài bóng bàn, các tuyến trẻ của bóng đá Lâm Đồng từ U11 đến U19 cũng có lực lượng khá đông. Khách quan mà nói, trước đây công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng tài trợ kinh phí. Nhưng khi mà đơn vị chủ quản gặp khó khăn, công tác đào tạo, huấn luyện giao về cho Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, thì đồng nghĩa với việc các khoản tài trợ theo đó mà không còn. Do đó, việc đầu tư cũng chỉ dừng lại ở số tiền từ ngân sách nhà nước cấp hàng năm. Trước khi mà đã có một cái nguồn vận động viên trẻ để cung cấp cho cái đội tuyển của chúng ta sau này thì theo tôi nghĩ thì điều đầu tiên thì cái việc mà tuyển chọn và cái định hướng khi mà tuyển chọn được rồi thì sẽ cho các em đi theo học ở các trường cũng như là cái việc học của các em thì phải đảm bảo việc học của các em, bởi vì theo tôi nghĩ thì tất cả các em đều không phải sau này các em đều có thể đủ khả năng để đáp ứng cho cái đội tuyển. Theo ông Vũ Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, thì mức đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước trong những năm qua tuy có tăng, song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển thể dục thể thao trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt về thành tích như hiện nay. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ tập luyện và thi đấu còn khá khiêm tốn, nên chưa thể phát huy được tiềm năng, năng khiếu của vận động viên. Cái định hướng lâu dài chúng tôi sẽ tập trung vào những cái môn cá nhân mà Lâm Đồng có thế mạnh. Thì trong này, thế mạnh của Lâm Đồng trong nhiều năm nay thì là như là thể hình, như là các môn võ và một số môn điền kinh, thì đặc biệt là bóng bàn hoặc các môn cờ. Thì đây là những môn thế mạnh của Lâm Đồng mà trong những năm vừa rồi thì chúng tôi tập trung đào tạo và các vận viên bước đầu đã có thể khẳng định được cái khả năng chuyên môn của mình trên phạm vi quốc gia. Có thể khẳng định, thể thao Lâm Đồng không thể thiếu những tài năng. Nhưng bài toán khó là làm sao thực hiện tốt khâu xây dựng chiến lược, tuyển chọn, luyện tập, giáo dục và đầu tư tập huấn để họ đủ khả năng vươn lên đỉnh cao. Quan trọng hơn cả, ngành thể thao cần có chính sách nhất quán, có lộ trình đủ dài để các vận động viên, huấn luyện viên yên tâm rèn luyện, nâng tầm thành tích trong thời gian tới. Hiện Lâm Đồng đã và đang triển khai đề án nâng cao chất lượng cây điều địa phương với các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cây giống đến từng hộ nông dân. Đây là những chương trình hỗ trợ thiết thực tạo nên một cú hích đẩy mạnh và phát triển cây điều thương phẩm địa phương. Và một mùa điều được mùa được giá như năm nay chính là động cơ mạnh mẽ để nông dân đầu tư phát triển loại cây trồng này.